Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Trong video này thì mình sẽ thông tin đến các bạn cái kèo mà hôm qua mình có chia sẻ cho các bạn ấy. Đó là cái ứng dụng là kiếm tiền trên app là Hello ha. Và cái ứng dụng này á, thì mình đánh giá là về cái độ lan của nó đó là cực tệ ha, nó hơi bị lan lắm. Nên là khi mà các bạn có chia sẻ được cho ai á, cái quá trình mà nhập mã giới thiệu á, nó luôn gặp lỗi, nó báo là lỗi mạng. Và cũng may là mình cũng có được vài người nhập thành công nên mình kiếm được số tiền là 60.000 ha. Thì 20.000 nó giữ lại, nó chưa quy đổi. Vào lúc 3 giờ sáng thì nó sẽ quy đổi sang cái tiền và lúc đó thì có thể rút về. Còn cái 40.000 này thì nó đã quy đổi ra rồi ha. Mình chỉ mời được có 6 người thôi, bạn nhìn thấy đây ha. Có nhiều người hỏi là tại sao mà cái quá trình mà nhập mã giới thiệu nhập không được. Với mình thì cũng như vậy, lúc mà mình giới thiệu cho các bạn á, mình hướng dẫn các bạn cách đăng ký cái app này á, thì mình cũng nhập mã nó cũng lỗi lên lỗi xuống à. Nhưng mà thôi bây giờ bỏ cái chuyện đó, bây giờ chúng ta đi vào xem thử coi là có rút được tiền ngon giống như là cái lời quảng cáo hay không ha. Thì mình sẽ chọn vào trong cái phần ví nè. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn vào là chỗ là rút tiền ha. Và ở đây cái số tiền mà bạn cần muốn rút thì ở đây nó chỉ có cái mệnh giá cao nhất đó là 20.000 thôi. Nó không có cái số lớn hơn ha, mình sẽ rút là 20.000 ha. Rút 20.000 và mình chọn rút tiền này. Rồi trong cái phần mà thêm phương thức rút tiền mới thì mình sẽ chọn vào ha, để mà nó dẫn đến cái ví của ZaloPay. Ở đây là ZaloPay ha, mình chọn vào. Bạn sẽ nhận được tiền sau một ngày làm việc. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào kết nối với lại ZaloPay này. Liên kết ZaloPay để sử dụng cái dịch vụ này, mình bấm vào liên kết ha. Rồi ở đây nó báo, rồi mình bấm vào xác minh liên kết, rồi mình nhập mật khẩu ha. Ok, đã liên kết cái ứng dụng ví ZaloPay của mình với lại cái app Hello thành công rồi. Và xem nó báo mở cái gì đây. Add cái tài khoản vào ha. Rồi 20.000. Ở đây thì mình không có nhập được cái số tiền ha, nó chỉ có rút được 20.000 là lớn nhất thôi. Rồi mình bấm vào là rút tiền ha, rút tiền ngay. Sẽ rút vào trong cái tài khoản ví ZaloPay ha. Và số tiền rút là 20.000, bấm vào xác nhận. Nó báo là sau một ngày làm việc, nhưng mà bây giờ mình đã nhận được tiền luôn rồi đấy. Là trong cái tài khoản của mình số dư ha, mình đang có là 20.200 đồng. Mình xem thử cái lịch sử ha, lịch sử của nó. Đây, lịch sử ha, thì mình nhận được từ ByDance là họ chuyển cho mình là 20.000 ha, 20.000 vào trong cái ví ZaloPay. Thì bây giờ đã có tiền trong ví ZaloPay rồi, mình có thể là đi mua thẻ cào điện thoại nè, mua thẻ game nè, hoặc là mình có thể rút về tài khoản ngân hàng. Bây giờ mình quay trở lại để mình xem coi thằng app Hello này nó còn cho mình rút nữa hay không ha. Tại vì mỗi lần rút 20.000 thì nó khá là lâu ấy. Mình bị trừ mất hết 20.000, còn có 20.950 đồng ha. Bây giờ anh bấm vào rút tiền nữa xem. Bạn đã thực hiện quá nhiều giao dịch rút tiền. Trong ngày hôm nay bạn có thể rút tiền một lần một ngày. Như vậy thì một ngày chỉ rút được nhiều nhất là một lần, và một lần thì rút được là 20.000 thôi, không có rút được nhiều ha. Nên thôi cái này cứ mỗi ngày về vào mình rút lắc nhắc một lần 20.000 thì kiếm tiền trên app mà. Cách kiếm tiền nó đơn giản như vậy thôi. Kiếm tiền ở đây thì chúng ta có thể làm nhiệm vụ, và nhiệm vụ lớn nhất ở đây và kiếm nhiều tiền nhất vẫn là nhiệm vụ là chia sẻ mã giới thiệu vừa để cho người khác sử dụng cái ứng dụng này, và bạn sẽ kiếm được tiền ha, giống như mình ở đây. Nhưng mà nói trước có cái là cái ứng dụng này cái lúc mà nhập mã giới thiệu nó lắc dữ lắm, nó báo lỗi mạng không à. Ok, như vậy là mình cũng đã vừa test thành công cái quá trình rút tiền về trong cái ví của ZaloPay rồi. Các bạn có thể thấy là cái ứng dụng này nó cũng khá là uy tín. Tuy là nó không có trả tiền cho các bạn nhiều ấy, nhưng mà nếu mà các bạn đang là học sinh sinh viên muốn kiếm tiền nạp tiền điện thoại ấy, thì cái này đơn giản đúng không? Ok, như vậy mình cũng mới vừa thực hiện cái thao tác rút tiền về cái ví ZaloPay cho các bạn xem nhé, để kiểm chứng coi là cái độ uy tín của cái ứng dụng này còn hay không. Và các bạn thấy rồi đó, rút tiền rất là nhanh luôn, trong vòng là 1 giây thôi, tiền đã về trong tài khoản luôn nhé. Nên các bạn cứ chơi cái ứng dụng này đi, cứ chia sẻ mạnh vào ha. Và các bạn có thể kiếm được tiền nạp tiền điện thoại, nhất là những bạn mà học sinh sinh viên đấy, sử dụng những cái ứng dụng thế này thì các bạn sẽ kiếm được tiền, và các bạn sẽ có thể là mua những thẻ game, thẻ cào điện thoại đấy, cũng đỡ tiền cho cha mẹ rất là nhiều nhé. Video này thì chắc mình cũng xin dừng ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kiếm tiền lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.